đất đai thì khi mà chúng ta quy hoạch thì nó ở một cái vị trí cố định rồi. Quy hoạch chứng tỏ là nó cũng là kế hoạch mất rồi, chứ không cần phải lại làm một cái kế hoạch riêng nữa. Thế thì chúng ta làm ra cái này thì gây lãng phí. Vốn đầu tư công nó quan trọng, nó nhạy cảm thế mà chúng ta cần giao kế hoạch trung hạn 5 năm. Thế kế hoạch sử dụng đất thì chúng ta lại làm 1 năm. Thế thì tôi đề nghị là kế hoạch sử dụng đất nếu mà có làm, cấp huyện cũng phải làm 5 năm. Hoặc là cũng không cần thiết vì quy hoạch đất sử dụng đất cấp huyện nó cũng là kế hoạch rồi. Nếu mà chúng ta làm như này thì vậy thì nhà nước lại đi thu hồi đất của dân, xong đấy sau này lại bán cho doanh nghiệp. Thực chất cái điều 67 này là như vậy. Thế thì thứ nhất là nó cũng sai chức năng của nhà nước. Chức năng của nhà nước thì mấy người bên ngoài người ta không phải đi buôn đất. Thế thì đề nghị là cái này nếu chăng thì chúng ta làm thí điểm ở đâu đó. Chứ nếu mà làm đồng loạt trong luật đất đai như này thì tôi thấy là nó chưa kỹ, chưa chín. Mục tiêu. Thế thì ở đây tôi kiến nghị về bổ sung thêm 3 cái mục tiêu. Mục tiêu để mà sau này khi mà mình thông qua, nếu có những cái gì thì hiểu chưa đúng ấy, thì chúng ta căn cứ vào mục tiêu để chúng ta giải thích luật thì nó mới chuẩn được. Thì tôi kiến nghị là bổ sung thêm 3 cái mục tiêu. Một là phải giảm được các cái khiếu kiện về đất đai khi mà thi hành luật. Thì hiện nay thì các khiếu kiện về đất đai nó cũng chiếm khoảng 60% trong các cái khiếu kiện của cả nước. Hai là phải mục tiêu của dự thảo luật lần này thì cũng phải phân phối lại được cái chênh lệch địa tô để cho toàn dân theo cái hiến pháp là đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Ba là sửa đổi luật lần này thì cũng phải tạo được điều kiện thuận lợi nhất cho thu hút được các cái doanh nghiệp đầu tư, bởi vì là đất đai thì là tư liệu sản xuất đặc biệt. Từ cái đất đai này thì với tạo ra thu nhập và việc làm cho người dân. Thế nếu chúng ta không tạo được sửa đổi luật lần này mà chúng ta không tạo được cái việc tiếp cận về đất đai thì làm cho chúng ta mất đi cái cơ hội về dân số vàng, về thời cơ vàng để mà thu hút các doanh nghiệp hiện nay. Đấy là về cái tờ trình bổ sung thêm 3 cái mục tiêu. Hai là một số cái vấn đề cụ thể trong dự thảo luật ấy, thì tôi thấy rằng là cái điều 10 về phân loại đất thì chúng ta phân ra khoảng 17 loại đất, nhưng mà thực chất thì chắc khoảng hơn 50 loại, vì trong cái nhóm ấy thì có thể có rất nhiều loại đất nữa được phân nhỏ ra. Và nhưng mà trong cái điều 121 ấy về cái chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà phải xin phép cơ quan nhà nước ấy, thì chúng ta chỉ có 9 loại thôi. Thế thì cái số lượng mà chúng ta phân nhỏ ra vậy ấy, thì thứ nhất là nó không có tác dụng về quản lý nhà nước, không có tác dụng về quản lý, nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến cái việc mà hành pháp sau này. Tôi lấy ví dụ như là đất cây trồng cây lâu năm với cây hàng năm thì chúng ta phân ra, nhưng mà trong cái 9 cái loại đất mà chúng ta bắt buộc người dân phải xin phép cơ quan nhà nước ấy, cơ quan công quyền ấy, thì chỉ có 9 loại thôi, không có cái loại này. Thế thì khi mà thực hiện bên dưới thì nhiều khi nhá, trong luật thì quy định rõ rồi là anh không phải làm gì, nhưng mà nhiều khi là người dân thì không biết luật. Và người hành pháp ấy thì người ta bảo sao ông lại đang trồng cây cao su sao ông lại sang trồng sắn, ví dụ vậy. Thì họ cứ hành nhau vậy, thì mà ở đây là nó không có tác dụng. Thế nên là tôi đề nghị là những cái loại đất nào mà chúng ta cần phải, 9 cái loại đất mà chúng ta cần phải chuyển đổi mà phải xin phép này này theo một điều 121 này này, thì phân loại đất chúng ta cũng chỉ để 9 điều thôi, 9 loại thôi, thì sau này thì nó không bị khiếu kiện nhiều. Cái thứ hai nữa là về cái kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm ấy. Nếu mà làm như này thì
gần như cả huyện năm nào cũng, lúc nào cũng từ đi lập xong đi trình thẩm định xong phê duyệt cái kế hoạch sử dụng đất hàng năm, lúc nào cũng phải làm. Thế thì nó nhiều việc quá cho một cái cấp huyện. Và cái thứ hai nữa ấy, là đất đai thì khi mà chúng ta quy hoạch thì nó ở một cái vị trí cố định rồi, quy hoạch chứng tỏ là nó cũng là kế hoạch mất rồi, chứ không cần phải lại làm một cái kế hoạch riêng nữa. Thế thì chúng ta làm ra cái này thì gây lãng phí. Và cái thứ hai nữa là tôi thấy rằng là vốn đầu tư công nó quan trọng, nó nhạy cảm thế mà chúng ta cần giao kế hoạch trung hạn 5 năm, thế kế hoạch sử dụng đất thì chúng ta lại làm 1 năm. Thế thì tôi đề nghị là kế hoạch sử dụng đất nếu mà có làm, cấp huyện cũng phải làm 5 năm, hoặc là cũng không cần thiết vì quy hoạch đất sử dụng đất cấp huyện nó cũng là kế hoạch rồi. Thế nên là không cần phải làm cái kế hoạch hàng năm này nữa. Tại điều 67. Cái thứ ba là về cái phát triển quỹ đất ấy, thì trong cái báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế thì cũng đã nói tương đối kỹ. Nhưng mà tôi thì tôi thấy là như này. Nếu mà chúng ta làm như này thì vậy thì nhà nước lại đi thu hồi đất của dân, xong đấy sau này lại bán cho doanh nghiệp. Thực chất cái điều 67 này là như vậy. Thế thì thứ nhất là nó cũng sai chức năng của nhà nước. Chức năng của nhà nước thì mấy người bên ngoài người ta không phải đi buôn đất. Thế thì đề nghị là cái này nếu chăng thì chúng ta làm thí điểm ở đâu đó, chứ nếu mà làm đồng loạt trong 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 luật đất đai như này thì tôi thấy là nó chưa chưa kỹ, chưa chưa chín.